Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game. Game đầu tiên mà mình sẽ chơi đó chính là một thể loại về Squid Game. Cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nào. Cho to âm lượng lên để các bạn có những cái trải nghiệm game tốt nhất. Let's go. Wow. Chiến thắng rồi. Chúng ta không được giữ tay ở cái màn hình quá lâu, không thì chiếc bánh sẽ bị vỡ đấy các bạn ạ. Yes. Ném bi. Wow, nhẹ quá. Mình cần phải ném mạnh thêm một chút. Yes. Đi lệch hướng rồi. Nhưng không sao, đối thủ ném 6 viên bi mà không vào lỗ viên nào. Mình đã vào lỗ viên coi như chắc chắn mình sẽ chiến thắng ở trong cái game này rồi. Tap to start. Đoạn kết thúc đây. Sắp đào luôn. Một cái sợi dây thăng bằng, nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ thăng bằng, tay cho nhân vật của chúng ta không bị rơi xuống dưới nha. Chắc mình đang phải giữ ở bên kia. Escape level.
Hết sợ. Nhà mật khẩu và trốn thoát ra khỏi đây nào. Vậy là mình đã hoàn thành cái tựa game này. Sẽ review tựa game tiếp theo của video này nha. Subway Surfer. Mình đang có cái skill phi hành ra. Nhìn mình rất là tương lai phải không các bạn? Nhìn mình đến từ tương lai này. Nhìn rất là hiện đại. Lại thêm một chiếc giày nhảy cao nữa. Những cái ăn quả vập đầu. Wow. Tiếp tục nào. Ôi. Oh my gosh. Wow.
Ok, mình sẽ review tựa game tiếp theo, Super Goal. Ngăn cản được rồi. Gì? Mình định lập siêu phẩm cơ nhưng không được. Cú sút trái phá. Siêu phẩm. Phải có bàn thắng nha. Đường truyền rất thoáng, truyền như đặt luôn. Cầu thủ tiền đạo đang tiến lên. Vỉa má. Wow, ok, mình sẽ review tựa game tiếp theo, Again Edition.
luôn. Mình không để ý, mình mà chiến đấu con bot ở bên trên. Oh man. Sẽ review tựa game tiếp theo.
đây rồi. Không bằng lúc nãy đâu. Ok, mình sẽ review GT Sniper. Nhanh gọn luôn. Một băng đạn mà giải quyết được cái gì? Nope.
Sẽ review tựa game cuối cùng Johnny Chica. Say my game. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.